Hello everybody, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mỹ Vân Canada. Các bạn nhìn thấy là đằng sau lưng Mỹ Vân là cầu Tê Húc, tháp Rùa, thì các bạn cũng đoán được ra ở đâu rồi ạ. Mỹ Vân đang đứng ở Hà Nội và sau một cái chuyến bay gọi là vất vả vật vã, cái số em là cái số gọi là con trâu hay sao, tuổi con rồng nhưng mà là cái kiếp mạng con trâu ạ. Đi máy bay lần nào cũng chầy chặt hết trơn á, lúc thì trễ chuyến bay này, lúc thì bị delay nè. Dậy từ lúc 3 giờ sáng và bắt chuyến bay 5 giờ nhưng mà bị delay, rồi mãi tới 11, 12 giờ mới vào được tới Hà Nội. Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay độ khoảng 20-21 độ, ngày hôm qua thì trời nắng 27 độ. Đúng là không thể nào mà thay đổi được nhanh như thời tiết. Ngày hôm qua Mỹ Vân vẫn còn mặc một cái quần short, một cái áo ba lỗ vì thời tiết nó nóng. Nhưng đến ngày hôm nay nó chỉ còn có 20-21 độ à. Mọi người thấy em dress up như thế này là hiểu là nó cũng lạnh nha. Nhưng mà thực sự ra so với Canada thì không có thấm thía gì vào đâu hết á. Mưa phùn bay bay nè. Rồi thời tiết nó hơi âm u một xíu, nó không nắng chang chang như Sài Gòn. Thực sự là cái cảm giác này mới gợi cho mình những cái ký ức về ngày Tết. Nó hơi se se lạnh và đâu đó cái hương của Hà Nội nó có một cái mùi thân quen và đặc trưng chỉ có Hà Nội mới có thôi. Các bạn biết không, mùi cốm nè, mùi ô mai, mùi cam thảo, mùi thuốc bắc, rồi mùi đồ ăn, phở gà, bánh cuốn, bún ốc, bún riêu, bún thang, rồi những loại mà food của Hà Nội chỉ có Hà Nội mới có. Những cái mùi đó nó hòa quyện lại với nhau tạo nên một cái mùi rất riêng chỉ Hà Nội mới có ạ. Khi ngửi cái mùi này tự nhiên ký ức của mình nó ùa về luôn các bạn. Ra Hà Nội lần này chỉ có 2 ngày thôi ạ, vì hôm nay đã là 27 Tết rồi. Các bạn biết sao không, vì muốn quay những cái cảnh người Hà Nội ăn Tết như thế nào để cho các bạn xem. Vì các bạn đã xem rất là nhiều video Mỹ Vân làm ở Sài Gòn rồi thì các bạn nhìn thấy tưng bừng rộn rã quá ha. Và mấy chục năm rồi Mỹ Vân cũng không có cái điều kiện và có dịp để về Hà Nội ăn Tết. Thì cũng háo hức mong chờ lắm để được ra Hà Nội. Nhưng mà thực sự ra là có những điều quá bất ngờ đi ạ. Không như mình tưởng tượng, Hà Nội ngày 27 Tết vắng lặng lắm, không có còn đông đúc ồn ào như là ngày thường nữa. Có thể là mọi người đã đi về quê hết rồi, nhưng Hà Nội vẫn có những cái nét riêng, những cái nét mà không lẫn vào đâu được. Ở Sài Gòn mình thấy tưng bừng hoa lá, nhạc trống, rồi là những cái decoration everywhere khắp nơi đúng không? Nhưng mà hiện tại Mỹ Vân đang đứng ở bờ hồ là trung tâm của Hà Nội đây, không thấy một cái decoration gì hết, không thấy trang trí gì cả, ngoài những cái chữ mà Happy New Year, chúc mừng năm mới 2024, thế thôi ạ. Mình bất ngờ quá, mình cứ nghĩ là Hà Nội cũng phải là làm cái gì đó dần dần lắm. Nhưng mà thôi thì chắc chắn là Hà Nội nó sẽ có những cái riêng. Ok, thì bây giờ đi cùng với Mỹ Vân nha. Mình đi từng những cái ngõ ngách, từng con đường của Hà Nội để mình xem là Hà Nội có những cái nét văn hóa đặc trưng gì vào ngày Tết so với Sài Gòn. Ok, let's go! Một buổi sáng, bây giờ 7 giờ sáng của Hà Nội. Đúng là người ta nói Hà Nội không vội được đâu ạ. Cho nên là 27 Tết thì ai làm gì thì làm nhé. Người Hà Nội vẫn thong thả, thể dục, xe đạp. Trong đầu Mỹ Vân nghĩ là Hà Nội cũng phải tưng bừng lắm nè. Trang trí khắp nơi đủ mọi thứ luôn. Và nhất là khu vực trung tâm của Hà Nội là Tháp Rùa thì phải làm tưng bừng rộn rã lắm. Nhưng cuối cùng ra thì cũng không thấy gì hết các bạn. Đấy, Hà Nội không vội được đâu ạ. Các cô vẫn tập dưỡng sinh, không có chút gì là vội vã cả, mặc dù 27 Tết. Đường xá vắng lặng, không có còn đông đúc như mọi khi nữa. Đây là con đường Đinh Tiên Hoàng. So với ngày thường thì Hà Nội vắng lặng nhiều lắm ạ. Bình thường chỗ này là kẹt cứng xe luôn đó các bạn. Vân đang tiến vào phố Hàng Đào nha, là trung tâm của các phố cổ. Các bạn thấy ngày hôm nay 27 Tết thì hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa hết trơn rồi, không còn nhiều nữa. Đang ở Sài Gòn nóng ha, giờ tưng bừng ha.
Xong ra đây thấy cái không khí, mọi người đi về quê hết rồi. Thế là Hà Nội vắng lặng quá, chưa có quen ạ. Đây là phố Hàng Bồ, phố Hàng Bạc. Hàng Bồ, phố Hàng Bồ cũng vậy, các cửa hàng đóng cửa cũng gần hết luôn các bạn. Chắc chỉ có khoảng 20% là mở cửa thôi. Make in Việt Nam, áo dài thì chỗ nào cũng bán. Có thể là người làm business họ nghĩ là áo dài thì vẫn bán được cho mọi người đi chơi Tết cho nên họ mở cửa. Có một cô bán xôi để đi vào ăn xôi nha. Bao nhiêu một gói đấy ạ? 10.000. Thích cái nét văn hóa này quá đi ạ. Người Hà Nội đấy, không khổ được đâu, 27 Tết thong dong vậy thôi ạ. Chỉ cho em 10.000 tôi gấp đi ạ. Sau một hồi đưa các bạn đi chợ hoa Hàng Lược này và qua những phố cổ thì bây giờ ngồi xuống ăn xôi. Những cái thúng xôi ở góc đường như thế này là gọi là một nét văn hóa riêng chỉ có Hà Nội mới có thôi ạ. Năm nay bán được nhiều không chị? À, không như mọi năm mà. Không như mọi ngày đâu, ngày thường mới đắt hàng. Sơ gấp thì bạn chỉ ăn không như này thôi. Vâng, ăn không sơ gấp thôi. Cái này là gạo này là ở đâu vậy chị? À, nếp cái hoa vàng. Thơm ngon quá. Đây là gốc thật hay là màu cho vào chị? Gốc thật. À, gốc thật. Đây là những cái gốc đây là. Chị ơi, em ở Canada về mà bên kia mà nấu xôi gốc thường là cho màu vào vì không có gốc. Dạ, cho nên là em phải hỏi. Vâng. Một tạ gốc. Đấy là người bán ít đấy, còn những người bán nhiều họ lấy vài tạ. À, quê chị ở đâu? Trên Tây Hồ này, làng xôi Phú Thượng. À, làng xôi Phú Thượng năm nay Tết chuẩn bị gì nhiều chưa? Tạm tạm thôi, năm nay thì... Ế quá nhỉ, buôn bán khó phải không? Dạ. Cả năm luôn chị ạ. Dạ, em đi khắp nơi em thấy chỗ nào cũng không có buôn kêu, bán gì đúng mà không? Kêu trời. Nước ngoài cũng vậy thôi chị. Sài Gòn qua đây mở đây ăn xôi mình bảo chúng tớ qua này về đó, cả anh cũng bảo chúng em cũng đói lắm. Địa chỉ ở đây số mấy vậy chị? Đây là 20B Trảng Cá, vừa Trảng, đây là Trảng Cá với lại chỗ này là Lãn Ông. À, Trảng Cá với Lãn Ông ngay cái góc này luôn. Ngày nào sáng chị bán mấy giờ? 6 giờ. Đến mấy giờ? 8, 9 giờ. 8 giờ hết rồi. Ừ. Mỗi một ngày luôn. Tết ngày nào chị nghỉ? 30 Tết. 30 Tết. Ngày nào bán lại? Bán xôi gấp xong thì nghỉ. 30 Tết là họ mua toàn xôi nào. À, bán mua cả chính. 30 Tết bán toàn xôi đấy. Dạ. Được bao nhiêu năm rồi chị? Tớ bán được 20 năm rồi. Còn mẹ tớ ngồi đây phải được 30 năm nữa. Wow. Mẹ tớ ngồi lâu lắm. Bây giờ tớ mới ngồi thay đấy. Hoặc là gia truyền. Gia truyền. Bây giờ mẹ chị chắc yếu rồi, không đi được nữa. Rồi chắc là chuẩn bị truyền lại cho đời con. Hay chị truyền lại cho em đi. Chị ở bên Úc sang đây mua cả cái bộ này mà. À, cái bộ này mang về. Cái bộ đúng rồi, nó đem về. Dạ. Chị cũng có cửa hàng, chị bảo có cửa hàng. Chị cũng mua tạt, xôi lắm. Em thấy chị bán nhiều loại xôi lắm. Đúng rồi. Nhưng mà có cái bí quyết gia truyền thì không chia sẻ xíu xíu được nửa thôi. Chả có cái gì đâu. Không có gì hết à? Chị không có gia truyền, không có gì là bí quyết cả xôi, ngâm gạo. Thì ai cũng phải ngâm nhá. Đồ. Quan trọng là gạo ngon. Gạo ngon, quan trọng là gạo ngon. Ok. Mà liệu cái gạo vào nó tát thì mình liệu, bớt đi. Gạo cứng thì mình phải thêm lên. Mình nhìn là mình biết.
sôi, sờ sờ vào nước. Ok. Quen sờ vào cái gạo sôi. Vậy vậy tí nước là à, thêm. Này thì đồ con chó hả? Ừ, và bây giờ bằng thùng to. Ừ. Bây giờ là đồ bằng thùng to, xong mỗi thứ thùng bọc bọc này để trong thùng. Ờ. Thế là ngày nào đồ bán ngày đấy? Ừ. Một ngày bán được khoảng bao nhiêu cân gạo? Tôi đi anh ơi. Cô này bán một xe rau mùi này. Cái văn hóa của người Hà Nội. Chị ơi, cái rau mùi này á, để mình để làm gì vậy chị? Tắm từ Tết, kiểu như là xông nhà rồi lau bàn thờ rồi treo nhà vệ sinh. Đầu năm là đám người ta cũng tắm, người ta cũng ấy, người ta cũng mua về đun tắm là kiểu đi các chùa các chiền đấy. Đấy các bà bảo thế. Thường là tắm vào trước Tết hay là sau Tết? Trước Tết cũng được mà sau Tết cũng được. Đấy, nói chung là cái này là tắm lúc nào cũng được không ấy. Quê của chị ở đâu vậy? Quê chị ở Keo Sủi. Thế năm nay có về quê ăn Tết không? Không, chị sáng đi tối về mà. Sáng đi không trưa về luôn. Dạ. Đi sang lên đây. Ngày hôm nay 27 Tết rồi, chị thấy là Tết bình thường nó vắng như thế này à? Có năm nay thì nói chung là mặt hàng cái gì cũng ấy, cũng kiếm cũng khó khăn, đâm ra cả cũng ấy. Như mọi năm tầm này là chị bán mỗi ngày là chị cũng phải được triệu hơn triệu, nhưng mấy năm nay chưa hôm nào được một triệu. Năm nay thì thấy đường phố vắng vẻ, mọi năm tầm này có mà kẹo bánh rồi các thứ là ấy. Cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị buôn may bán đắt nha chị. Dạ, cảm ơn nha. Chào vâng. Chị. Vâng. Đây là phố Hàng Buồm. Trời ơi. Kia là phố Lãn Ông. Chị Vân thấy là ở Việt Nam có cái văn hóa mà bấm kèn xe đó. Thì nên bỏ. Buồn cũng bấm mà vui cũng bấm mà không vui không buồn cũng bấm kèn. Làm cho những cái người xung quanh họ giật mình. Phố Hàng Đường đây các bạn. Cũng vắng lặng như bao nhiêu con phố kia ha. Phố Hàng Đường với Mỹ Vân có quá nhiều kỷ niệm ạ. Em được sinh ra ở đây. Để Mỹ Vân tìm đúng cái căn nhà Mỹ Vân ở nha, số 39 Hàng Đường. Đây là căn nhà số 39 Hàng Đường. Nơi Mỹ Vân được sinh ra ở đây, ngày xưa nó cũng không được khang trang như thế này đâu. Bây giờ họ cũng mua rồi sửa lại nhiều rồi. Nhớ từng con phố thân quen. Các bạn biết không? Oh my god. Kèn xe ồn ào ở trong phố. Ngày xưa cứ ngày nhỏ đó là cứ nhớ là đi nhảy tàu điện, đi lên bờ hồ ăn kem. Ở giữa của phố cổ ngày xưa đây là cái đường dây xe lửa. Mỹ Vân đang đứng ở phố cổ Hàng Đường, một con phố thân quen với biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ. Nơi đây là Mỹ Vân đã sinh ra và khi mà trở về đây thì với cái thời tiết mưa phùn này, các bạn nhìn thấy mưa này, giọt mưa trên những cái giọt danh nó rơi xuống. Nhớ ngày xưa đây là cái đường tàu điện ở phía trước. Và mỗi khi mà thường là hay trốn gia đình là nhảy tàu điện đi lên trên bờ hồ rồi được các chị dắt đi ăn kem, thích lắm ạ. Ở đây có cửa hàng Ô Mai Tiến Tịnh này, nổi tiếng mà ngon lắm nha các bạn. Có đầy đủ các loại như bánh cốm, bột sắn. Mỹ Vân đang tiến đến khu vực chợ Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân cũng là một cái nơi rất nổi tiếng ở tại Hà Nội. Thì nói đến chợ Đồng Xuân là ai ai cũng biết. Các bạn thử đến nhìn chợ Đồng Xuân xem cái quang cảnh, cái không khí có gì khác biệt hơn so với những con phố khác ở Hà Nội không nhá. Mình vẫn thấy là cái nét nha, văn hóa kinh doanh của Hà Nội nó có cái đặc trưng là các chị bán những cái xe rau như thế này.
Rồi có những người bán những cái gánh đồ ăn, gánh xôi. Đây là chợ Đồng Xuân. Phố Đồng Xuân, cầu Đông. Đây cũng vắng quá à. Chợ Đồng Xuân cũng vắng lặng lắm các bạn. Đây là phía bên trong chợ, nhìn thấy người bán nhiều hơn người mua. Thì Vân thích nhất cái cảnh này này, là mọi người bán hoa mai hoa đào, chắc là từ vườn của nhà mình lên đó, nên làm một cái xe bán luôn ở đây. Cành này mình mua bao nhiêu tiền đấy hả chị? Cả một bó này em mua hơn trăm. Ô thế hả? Phải là hôm qua mình mua bị đắt rồi. Hôm qua em mua 70 ngàn một cành nhỏ xíu 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 à? 70 ngàn. Đấy cành đào này, hơn 100 ngàn. Cả bó này mua đi là mua luôn. Ồ, rẻ quá ạ. Ba cành này em này. Ba cành luôn 120, rẻ quá. Đào này vườn nhà mình đấy hả em? À. Bao nhiêu tiền một cành? Đúng rồi. Cành này là 120 các bạn. Rẻ quá, hôm qua bị mua mắc quá trời luôn. Thích chết cái khu vực bán đào này các bạn ơi. Nhìn yêu chưa? Mọi người mỗi người cầm một cành ở tay để bán. Đây là một cái nét văn hóa riêng của Hà Nội đấy ạ. Bao nhiêu tiền cành đó hả em? Bao nhiêu tiền? 150 một cành. Đào này là vườn nhà mình trồng hả em? À, thì năm nay thấy bán được nhiều hơn không? Vẫn như thế à? Sao chỉ thấy 27 Tết mà nó vắng thế này? Này là công an không cho, cho... À, mọi người không cho bán. Mai, chắc là mai đông rồi. 28 là đông hơn nhiều. Ok. Em ơi, trồng đào như này cái khó nhất là khi mình trồng nó trong một năm thì nó khó như thế nào? Khó cái canh thời gian tiết, thời tiết chị ạ. Thời tiết mà thuận lợi thì đào sẽ đẹp. Lạnh thì nó nở hay nóng thì nó nở? Nóng thì nó nở. À, thế là mong thời tiết nó lạnh thì tốt hơn phải không? Nói chung là tùy mình gắt lá đấy. Mình gắt lá, đi thì nụ nó sẽ ra. À. Rồi. Nên là không mình mà để lá thì nó sẽ không nở. Ok. Không có nụ. Phải gắt lá đi thì mới có hoa nó mới nở ra. Thế thường thì vào chuẩn bị Tết thì em ngắt là khoảng tháng nào? Tháng nói chung là tầm tháng 11, 12, 12. Trước là khoảng tháng rưỡi 2 tháng. Và mình cứ ngồi ngắt từng cái lá một luôn. Vâng. Okay. Là từng cành lá nhiều lắm, mình ngắt thì mỗi cành tầm khoảng 10, 15. Ok. Cảm ơn em nhé. Đây là những cái cây mai nè, những cái xe hoa mai hoa đào dễ thương quá. Thấy cái khu vực này có vẻ là đông hơn những chỗ khác. Người mua người bán. Để xem mọi người buôn bán thế nào nhá. 170 một cành nè. Anh bán 170 một cành ở phố Đồng Xuân. Anh bé này cũng đang bán 170. Rồi cứ ra mua một cành xong rồi mang về nhà mình. Xinh xắn dễ thương ha. To thì cắt ra đầu thế thôi, cắt ngắn chỗ đó đi, đó là một cây mà. Hello, chào cô, cháu tên là Mỹ Vân đến từ Canada. Thì hôm nay về Hà Nội này, cháu cũng là một người con của Hà Nội xa xứ lâu năm rồi. Thì khi mà về đây nhìn thấy cô và chị mặc cái áo dài đẹp quá mà đang đi chợ hoa nữa, thì có thể hỏi cô một chút xíu là cháu ra đây ngày 27 mà thấy trời, thời tiết nó hơi mưa phùn một xíu và thấy nó hơi vắng so với ngày bình thường, thì mọi năm nó cũng như vậy hay sao hả cô? À, không phải.
phải mọi năm thế đâu mà đến cái thời điểm này dạ. là vì là kiểu như công nhân người học sinh sinh viên nghỉ dạ. thì là người ta về quê bớt thì ngoài đường nó bớt nhộn nhịp nó không đông đúc như thế. Bên Canada dạ đúng rồi mới sang hay sang được bao nhiêu năm? Cháu sang cũng mười mấy năm rồi cô. Dạ cô ơi, cô sống ở đây bao nhiêu năm rồi ạ? Ôi trời ơi. Đấy ạ, em đã nói rồi, ở đây rất là hay bấm kèn xe làm cho sợ lắm, ai yếu tim là chết luôn đấy. Từ năm 1994 gần 30 năm rồi. Gần 30 năm. Thì cô thấy là chợ Tết năm nay á, mình buôn bán so với mọi năm thì nó có được hơn hay không, hay là nó vắng hơn? Không, vắng hơn chứ, kém hơn nhiều, khó khăn. Từ sau Covid nhất là như vậy. Từ sau Covid đến giờ là khó khăn lắm. Dạ. Kinh tế bây giờ càng ngày càng đi xuống. Dạ. Thì là những các cái nghề của mình là phục vụ nghề làm đẹp. Dạ. Nên người ta cũng không cần thiết lắm, cho nên là bán. Cô kinh doanh mặt hàng gì ạ? Tớ kinh doanh mặt hàng vải. À, hàng vải vóc để người ta may quần may áo thì cũng là một cái nhu cầu thiết thực của mọi người, nhưng có thể là kinh tế nó quá khó khăn nên là người ta không có điều kiện để mua sắm nhiều, phải không ạ? Dân bình thường cũng thế. Dạ. Ngoài các cái mặt hàng khác cũng ế. Dạ. Không như ở bên nước ngoài được, Việt Nam mình. Bên nước ngoài cũng vậy cô. Bên nước ngoài cũng khó khăn, là gọi là tình hình chung của toàn cầu rồi. À, gia đình mình đã chuẩn bị Tết được nhiều chưa cô? À, mình cũng chuẩn bị sơ sơ. Sơ sơ thôi ạ. Dạ, vậy là cảm ơn cô và cảm ơn chị. Thì cháu nghĩ là qua cái video này rất là nhiều kiều bào ở nước ngoài đang xem video. Thì cô có nhắn gửi một vài lời chúc Tết đến mọi người không ạ? Mình là áo dài Yến La ở trên chợ Đồng Xuân đây. Vâng. Có và bạn Hậu cũng bán hàng ở trên chợ đây. Vâng. Có gửi lời chúc Tết, chúc sức khỏe đến các bạn đồng bào xa tổ quốc đang ăn Tết ở bên các nước bạn. Dạ. Vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Và càng ngày càng các phụ nữ thì càng xinh đẹp ra như em đây. Bình an, hạnh phúc và sang năm mới thì thắng lợi mới, thành công mới nhiều hơn. Dạ, dạ rồi, qua cái video này cũng mến chúc cô một năm mới là thật là nhiều sức khỏe này. Bây giờ mình chỉ cần sức khỏe thôi, đúng không cô? Rồi bình an, vạn sự như ý. Rồi cũng mến chúc chị và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Dạ. Cảm ơn. Các bạn nhìn thấy là đây là một cái nét văn hóa rất đặc trưng của Hà Nội, là phán mỗi người cầm một cành hoa. Hoa đào năm nay khoảng hơn 100.000 một cành. Khu phố này người người buôn bán, chỉ nó có vẻ là đông vui hơn một xíu. Mình sẽ tiến vào khu bên trong chợ hoa Hàng Luộc nhé. Ở đây chợ quá, người ta đi cứ bấm kèn đùng đùng ra. Bên kia mà mỗi một lần mà bấm kèn xe là mỗi lần chửi lộn đó. Giống như người ta bực mình chuyện gì quá người ta mới bấm kèn xe. Các bạn ở nước ngoài chắc là nhìn cái món này thèm lắm nha. Bún ốc cô lộc này, 23 hàng khoai. Một ngày mình bán được bao nhiêu ký hả bà? 30 ký. 30 ký ốc. Tết này có chậm hơn không bà? Người ta về quê nhiều. À ế hơn. Dạ. Dạ, khắp nơi bà nhỉ? Con. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn bà. Đây là chỗ một bà bán táo, bán ổi. Bà ơi, cái này của nhà mình trồng hay sao hả? Trồng ở quê mang lên hả bà? Vâng, quê mình ở đâu vậy bà? Quê Bát Tràng. À, ở Bát Tràng. Ở cái làng ổi về ra đường ấy. Làng ổi về ra đường. Thì là quê mình đấy là có cả ổi cả táo. À, thế ạ. Về Bát Tràng này qua cái làng ấy. Làng đấy gọi là làng gì vậy bà? Đông Dư Thị Khối. Làng Đông Dư Thị Khối.
Thì mới có ổi, có ổi găng đấy, ổi này mới cả táo. Thế mỗi ngày là bà tự chở lên đây à? Thế à? Thế năm nay đã mua sắm Tết được gì nhiều chưa bà? Chưa. Chưa mua sắm gì hết? 30 là chứ mua. 27 rồi. Ừ, thôi nhưng mà không mua. Thế năm nay bà thấy bán buôn có được nhiều hơn năm ngoái? Ế lắm. Ế chậm. Mọi người không bán đâu. Vâng. Phải thấy bà được lên TV rồi đấy. Năm nào cũng lên TV. Năm nào người ta hỏi lên TV. À, năm nào lên TV. Con nó mở cũng mẹ đứng lên TV và bên thứ ba. Năm nay thấy bán chậm hơn mọi năm. Năm nay chậm. Từ khi Covid đến giờ bà nhỉ? Covid hết tiền rồi. Mà bây giờ cái kiểu như là người ta chậm nhưng người ta không... Chứ hay mua sắm từ hôm hai mấy cơ, bây giờ có sắm nào. Vâng, thế 27 đâu chẳng mua sắm gì bà nhỉ? Con thấy đường vắng quá. Con chúc bà buôn may bán đắt nha bà. Dạ rồi, dạ con chào bà. Bà dễ thương quá, đây là vườn táo nhà bà trồng. Táo ổi của bà. Mỹ Vân Quýt là Mỹ Vân ở Hà Nội để mua được cho bà, vì ở Sài Gòn không thể nào khiêng vào được. Tiệm phở Vi Corison về Tết đẹp ha. Tranh thủ quay Tết thì mình cũng quay lại một cảnh phố phường của Hà Nội cho các bạn xem nhé. Những người con của Hà Nội xa xứ nhìn thấy những cảnh này chắc vô cùng là nhớ luôn ạ. Đây là 80 hàng khoai. Chỗ này giống như hàng thùng vậy đó, bán đủ thứ về nhôm, nhựa. Đây là chợ hoa hàng lược đấy các bạn. Mỹ Vân đã quay và làm một cái video riêng về chợ hoa hàng lược rồi, nhưng mà mình vẫn cứ có một cái cảm xúc riêng với chợ hoa này nên là lại phải quay lại, quay thêm một lần nữa. Đây là các loại hoa mai, hoa mai trắng, hoa mai gì đây để Mỹ Vân hỏi xem nha. Bà ơi, bà bán gì đấy hả? Bánh cuốn ăn không ạ? À, bánh cuốn. Bao nhiêu tiền một đĩa? 25.000. Có thịt không bà? Có chả luôn hả? Đây là mình ăn bánh cuốn nhỉ? Và chỗ này không có chỗ để quay phim cho các bạn xem. Bà ơi, bà có biết đây là hoa gì không bà? Đây, con biết đây là hoa gì không ạ? Hoa mai ạ? À? Chắc là vậy, mai trắng đẹp quá. Vâng. $500 một cây hoa mai. Trời, mấy bao giờ nó nở? Trời. Tết thì cũng không đông nhiều lắm ạ, so với Sài Gòn. Ai cũng than vãn kinh tế khó khăn đó các bạn. Vì Covid mà làm cho toàn cầu ngưng trệ luôn. Các bạn biết không, Mỹ Vân đã làm riêng một cái video về chợ hoa hàng lược này rồi. Nên các bạn đón xem nhé, nó sẽ coming soon thôi. Nhưng mà vì có tình cảm riêng với chợ hoa hàng lược nên Mỹ Vân đến đây quay lại thêm một lần nữa. Cái ký ức tuổi thơ của mình cứ nhớ về chợ hoa hàng lược, nó xinh xắn đáng yêu vô cùng luôn. Những người cầm những cành mai đứng ở ngoài đường. Những cành hoa đào chứ sorry. Hà Nội không có hoa mai vàng nhiều đâu ạ, từ Sài Gòn trở ra thôi. Đây là những cây tắc đặc trưng của Hà Nội là màu vàng. Ở Hà Nội không dám hỏi giá đâu các bạn, tùy thôi nhé. Ở Hà Nội mà những người ở quê lên á, mình phải nhìn mặt. Ở quê lên bán mình hỏi thì ok, còn những người Hà Nội mà bán hàng mình hỏi vào buổi sáng là bị chửi liền luôn á. Sợ lắm ạ. Cây tắc này ngày hôm qua mình hỏi là 700.000 đó các bạn. Đây là một rừng
hoa đào. Hà Nội có một nét văn hóa ẩm thực riêng không lẫn được vào đâu nhá, là mọi người ngồi ở vỉa hè ăn uống như vậy ạ. Thích lắm, Mỹ Vân thích cái kiểu ăn uống bụi đời vỉa hè thế này lắm. Ở nước ngoài mình không có ha, vì nhiều khi nó lạnh, với lại ở bên đó cái policy là không được bán ở ngoài đường. Chứ thực ra là ngồi vỉa hè ăn vui hơn nhiều so với nhà hàng. Chị ơi, hoa này tên gì đấy hả? Hoa hải đường chị ơi, cắm bàn thờ. Cắm bàn thờ. Cả năm ngọt ngào. Cả năm ngọt ngào. Vâng, hoa hải đường mà. Bao nhiêu tiền một bó ạ? Bên đây ông mua 2 mớ là 150. 150 một 2 mớ. Cái này để được lâu không chị? Để lâu đấy chị ạ, cái này cắm Tết mà. Cắm ngay Tết luôn. Cắm ngay tới 1, 2. Dễ thương quá ạ, hôm nay là gặp chị dễ thương quá, không bị chửi. Cành hoa đào này là 1,8 triệu nhé. Bự lắm quá trời luôn à. Bung bự ra luôn. Hôm nay 27 rồi, mua cành này về trưng ở trong nhà là đến Tết là vừa nở ra là đẹp xinh luôn. Trời ơi, tôi đâu có bác của vào Sài Gòn. Các bạn biết không, vì đi quay cái cảnh chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội mà Mỹ Vân phải book vé máy bay ra ngoài này. Mà đi ngày Tết nó khó khăn lắm, nó đông quá trời, đông ở sân bay luôn ạ, ngộp luôn. Mọi người về quê ăn Tết á, từ những thành phố lớn đổ về quê, nên sân bay nghẹt người luôn. Đi ra chỉ để hít hà cái hương vị Tết ở Hà Nội xong rồi em bay vào quý vị. Nên là sẽ cố gắng làm được nhiều video cho quý vị xem. Chắc chắn là những mọi người đang ở nơi xa này, hoặc là nhiều người cũng không ở thành phố Hà Nội, nhưng mà khi nhìn được cái video này mọi người sẽ cảm thấy ấm áp hơn, vui hơn và có không khí Tết hơn. Có chú nói là ở Montreal, chú xem được cái video Tết của Mỹ Vân thì chú cũng cảm thấy là nó ấm áp hơn. Mong Mỹ Vân ra nhiều video hơn. Rồi có anh nói là chưa ăn Tết ở Hà Nội bao giờ. Cũng mong được xem video Mỹ Vân quay ở Hà Nội, gọi là lót dép, chờ video Hà Nội của Mỹ Vân. Ok, em sẽ có hết luôn ạ. Bây giờ em sẽ quay phim theo order nha. Ai order món gì là em làm liền món đó luôn for free ạ. Mọi người chỉ việc ngồi nhà bấm vào kênh YouTube Mỹ Vân Canada và xem thôi. Còn lại cả thế giới để em lo. Trời ơi, chơi lớn không? Dữ không? Lâu lâu mình cũng phải nổ banh một xíu ha, cho nó vui mà. Đâu có ai cấm đâu. Okay. Đó một góc của chợ hoa hàng lược nó vậy đó. Có những cái cây này nó đẹp quá trời quá đất luôn ạ. Gọi là tuyết mai hồng. Vân thấy là trên Facebook có nhiều người cắm cái cành hoa này trong nhà, nó đẹp quá trời quá đất luôn. Có tuyết mai trắng nữa, đẹp quá. Những cái cành hoa đào sao mà nó đẹp như thế này ta. Hai thực sự trong ký ức ấy, của Mỹ Vân là thích những người mà bán đào xong rồi cầm từng cái cành rồi ngồi như vậy, yêu quá. Đây là chị bán đào này. Cưng dễ sợ chưa? Đi đến đây xem người ta trả giá thế nào nhé các bạn. Ở Việt Nam mua bán là phải trả giá. Mấy đào ở trên đấy đấy, phú tượng
Mấy cô người Bắc buôn bán nói chuyện dễ thương quá. Bây giờ mình sẽ đi ngược lại khu này nhé. Wow, nguyên cả một vườn. Dạ. Một cái quán này luôn, quá trời là những cái cây hoa này. Hồi nãy chị kia nói tên gì mới Vân quên mất rồi. Đó, lại bấm kèn nữa. Ủa, sao cô dị ứng với cái văn hóa bấm kèn quá trời đi à? Các bạn biết không, nếu mà ở nước ngoài một khi đã bấm kèn là lúc đó là tức lắm rồi ạ, là bắt đầu gây lộn rồi đó. Còn bình thường không nghe thấy tiếng kèn. Trời, đây vui cũng bấm, buồn cũng bấm, mà không vui không buồn cũng bấm. Nên em hy vọng là mọi người xem được cái video này của em thì làm ơn bớt bớt bấm kèn nhé, cho thành phố nó bớt ồn ào. Chợ hoa Tết đang vui như thế này mà cứ bấm kèn đùng đùng nữa. 2 triệu một cành hoa đào này. Mua xong á là các bạn phải trả giá xong rồi làm bộ đi, đi một vòng xong rồi quay lại thì mới được cái giá tốt. Chứ trả giá xong mà các bạn mua luôn á là bị hớ. Trời, em nói vậy thôi chứ hôm qua em mua cái cành hoa, mấy cành hoa đào em cũng bị hớ hết mấy trăm ngàn. Nhưng thôi đi, không có sao ha. Cả năm họ làm ăn quanh năm vất vả rồi. Hello. Sang bên này là khu Hàng Mã. Hàng Mã thì mọi người bán những cái đồ trang trí nhà cửa nhiều. Đây là chỗ này là bán gì đây? Cháo bò Cao Hùng. Ngọc Lan hoa lụa cháo bò. Đây cũng vẫn là hàng lược nhưng mà chuyên bán đồ decoration. Vậy là chợ hoa hàng lược nó cũng chỉ có một góc vậy thôi các bạn. Thời tiết bây giờ nó khoảng 20 độ mà mưa phùn lất phất, đúng đặc trưng của Hà Nội đó. Tại vì nếu mà Hà Nội không có mưa phùn thì nó không ra được nét của Hà Nội. Sài Gòn thì không bao giờ có được những cái cảnh này. Đây là đồ gốm, đồ cổ. Video này hơi dài các bạn, cố gắng xem nhé. Tại vì Mỹ Vân cố gắng quay lại hết từng cảnh một cho các bạn xem. Qua khỏi chợ hoa Hàng Lược thì bây giờ mình sẽ đi vào phố Chả Cá. Bây giờ khoảng 9 giờ sáng. Hầu hết các cửa hàng đã đóng hết rồi các bạn. Lúc nãy mình nghĩ là vì có thể mình đi sớm quá mọi người chưa mở cửa. Nhưng bây giờ cũng 9, 10 giờ rồi. Là mọi người nghỉ nhiều lắm rồi ạ. Chắc ai đã từng ở Hà Nội chắc chắn nhìn quán này là sẽ nhớ. Đây là quán Chả Cá Lã Vọng ở 34 Chả Cá, một quán chả cá rất là nổi tiếng ở Hà Nội từ lâu đời lắm rồi ạ.
vào 7 giờ sáng. Ngày thường thì ở đây đông đúc lắm các bạn. Nét riêng của Hà Nội là những gánh hàng rong ở ngoài đường. Chợ Hàng Bè hàng ngày thì chỗ này đông, rất là đông. Và mỗi sáng họp chợ, nhưng hôm nay 27 Tết thì mọi người đã đi về quê nhiều rồi. Vân đã quay lại toàn cảnh phố phường của Hà Nội ngày 27 Tết. Thì các bạn hồi nãy đến giờ là đi một vòng với Mỹ Vân qua các con phố này, đi chợ hoa Hàng Lược, đi ăn xôi, rồi đi ngắm nghía bông hoa. Các bạn có thích không ạ? Chắc chắn là những người ở Việt Nam thì nhìn những cảnh này nó cũng hơi thường phải không? Nhưng mà những người mà ở nước ngoài đó nhìn là sẽ thương và nhớ nhiều lắm. Tại vì cái cảm giác của Mỹ Vân là khi mà Mỹ Vân ở Canada xong Tết không về được thì nhìn qua YouTube hay Facebook thấy mọi người post hình, rồi mọi người quay video về Tết ở khắp mọi nơi luôn. Mình nhớ lắm, mình chỉ wish là một ngày nào đó mình được về ăn Tết ở tại Việt Nam, rồi mình đi khắp nơi luôn, và nhất là đi ra Hà Nội. Thì hôm nay mình đã thực hiện được cái ước mơ của mình rồi. Hy vọng là với cái video này của Mỹ Vân sẽ mang đến cho các bạn một cái không khí Tết, một cái hơi ấm của mùa xuân đến cho mọi người, mọi nhà. Mỹ Vân cảm ơn các bạn là đã quan tâm theo dõi đến kênh Mỹ Vân Canada. Mấy ngày nay trên kênh YouTube của Mỹ Vân, nhiều người vào comment cái lượt subscribe, lượt views, lượt like, lượt comment tăng vùng vụt lên ạ. Làm cho em trời ơi, em sốc quá trời luôn ạ. Tại sao mà tự nhiên đột ngột được nhiều người yêu thương đến như vậy? Làm cho mình choáng váng quá, nhưng mà choáng váng trong niềm hạnh phúc, niềm vui, niềm yêu thương. Nên mọi người cứ tiếp tục làm em choáng váng thì không có sao đâu ạ. Ở Hà Nội lần này thì Mỹ Vân chỉ ở có 2 ngày thôi, rồi lại bay vội vào trong Sài Gòn để làm tiếp những cái video về cái cảnh đường hoa Nguyễn Huệ. Lúc trước là chỉ có quay cái cảnh người ta đang chuẩn bị thôi, và bây giờ xem là sau khi final xong thì đường nó đẹp như thế nào. Rồi chợ hoa lớn nhất ở Sài Gòn là công viên 23 tháng 9 nè. Thì sau khi mà ngày 28, 29 Tết thì chợ hoa nhìn nó sum tụ như thế nào. Rồi những cái cảnh mà Mỹ Vân quay gọi là behind the scene trước đây thì Mỹ Vân sẽ đến quay lại thêm một lần nữa. Như lời của một anh ở trên YouTube, anh nói là Mỹ Vân nên quay tóm tắt lại cảnh của những cái nơi mà Mỹ Vân đã từng đến cách đây khoảng 3-4 ngày, 5-6 ngày trước Tết, và quay cái final khi người ta làm xong xem như thế nào. Thì Mỹ Vân sẽ nghe theo lời anh và sẽ làm cái video đó tóm gọn lại trong một cái video cho các bạn xem ha. Bây giờ là em sẽ quay phim theo order của mọi người à. Mọi người order cái gì là Mỹ Vân quay cái đó. Mọi người order ăn gì, uống gì, hay đi chơi gì, hay muốn xem cái gì là em sẽ làm liền cái đó luôn ạ. Thích quá phải không ạ? Chưa từng có cái YouTuber nào mà lại
quay phim theo order của mọi người. Chỉ có một mình kênh Mỹ Vân Canada mới làm điều này thôi à. Mọi người cứ order thoải mái luôn, cái gì em cũng làm hết nhé. Don't worry, đừng có ngại nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn nhiều lắm ạ. Cái video này hơi dài nhưng mà xem đến đây là cũng đã yêu thương em nhiều lắm lắm rồi ạ. Em cảm ơn chân thành luôn. Thì mến chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha. Nhiều hạnh phúc này, của năm mới phát tài phát lộc này, và có thật nhiều sức khỏe luôn, nhiều bình an và nhiều hạnh phúc. Happy New Year 2024. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video kế tiếp nha. Mỹ Vân làm nhiều video ở Hà Nội lắm, các bạn đón xem nhé. Thank you, bye.